đi hát nhạc một khoảng thời gian dài từ năm 2000 đến 2010 thì Ngân Quỳnh mới tham gia vào điện ảnh. Ngân Quỳnh đi hát thì Ngân Quỳnh cơ duyên gặp được nam diễn viên Thanh Phương. Bây giờ thì Thanh Phương cũng giống như Ngân Quỳnh vậy, vừa là ca sĩ nhưng mà cũng có ấp ủ một cái ước mơ là được làm diễn viên, đạo diễn bên phim. Thì song song đó là Thanh Phương vừa đi học trên ở bên điện ảnh thì Thanh Phương vừa viết kịch bản nè, vừa làm diễn viên chính luôn, thì Thanh Phương có rủ Ngân Quỳnh đi đóng phim. Thì Ngân Quỳnh nói trời ơi, biết có được không? Thì trong khi đó trước đó thì Ngân Quỳnh cũng đã đi casting cho mấy nơi rồi mà không có được đậu, vì lúc đó là Ngân Quỳnh vô vai già cũng không được, vô vai trẻ cũng không xong, nó bị lưng lửng á, cho nên không có được đậu vô một cái phim gì hết. Thì rất may để gặp được Thanh Phương, Thanh Phương giới thiệu cho Ngân Quỳnh thẳng vô đóng phim luôn, coi như không qua casting một cái cửa nào hết. Thì đó là cái phim đầu tiên của Ngân Quỳnh tham gia, đó là phim bộ phim Đam Mê. Bộ phim Đam Mê thì Ngân Quỳnh vào cái vai đó gọi là vai cũng lưng lửng, khoảng tầm 40 mấy tuổi. Song song đó Ngân Quỳnh cũng được anh diễn viên Minh Thuận giúp đỡ cho Ngân Quỳnh cũng đóng một hai mấy cái vai phụ bên hãng phim BHD, là bộ phim Tóc Rối với bộ phim Cô Gái Xấu Xí. Thì song vào đó thì Ngân Quỳnh có một cái tự tin bước chân qua bên phim luôn, cũng được nhiều bạn hỗ trợ, giống như là ngày xưa anh Tấn Bèo bên hài á, anh Tấn Bèo cũng giới thiệu Ngân Quỳnh qua bên anh Phước Sang. Thì Ngân Quỳnh rất là may mắn khi được anh Phước Sang đưa vào trong những bộ phim của anh Phước Sang sản xuất á. Lúc đó Ngân Quỳnh là rất là ý vô đóng phim mà cứ nghĩ là người ta nhắc mình thì mình nghe lời thoại, mình diễn theo bản năng chứ không có nghiên cứu nhân vật. Thì y như rằng Ngân Quỳnh nghĩ thế nè, là một diễn viên mà mình không có tâm thì lập tức cái nghề mình sẽ bị mai một liền. Ngân Quỳnh cũng có tham gia có những bộ phim, có những đạo diễn người ta rất là khó, người ta chỉ thẳng vô mặt của Ngân Quỳnh đã nói luôn, chị biết thoại mà sao chị không diễn gì hết trơn vậy. Mình tức, mình nói trời ơi, mình là diễn viên mà còn bị đạo diễn thì tự nhiên nó lại nói mình như vậy, về tức lắm. Đó là cái bản tính tự cao, cái bản ngã của mình rất là nhiều. Sau một khoảng thời gian Ngân Quỳnh bị, lúc đó là hãng phim của bên anh Phước Sang với là hãng phim bên Gia Đình Việt ấy, có một trục trặc vấn đề về làm ăn, cho nên hai hãng phim đã tạm ngưng, còn ngưng luôn, ngưng suốt mấy năm. Thì y như rằng mình không được sự bảo trợ của người quen, lúc đó mình tự bơi một mình rồi. Ngân Quỳnh tự bơi một mình thì Ngân Quỳnh mới chiêm nghiệm ra một điều, thì ra mình là diễn viên mà mình không biết học hỏi, mình cứ ý ngày mai thì đi quay, tới nơi có người nhắc cho mình không chịu nghiên cứu kịch bản, không chịu nghiên cứu gì, vì cái vai của mình chỉ biết gì diễn là khóc cười, rồi là buồn là buồn, cười là cười, rồi là khóc là khóc, thoại là thoại, chứ không nghiên cứu được cái cảnh đó mình nói cái gì, cái nhân vật mình là gì. Thì lúc đó là Ngân Quỳnh chiêm nghiệm, trong những năm mà Ngân Quỳnh không được những đơn vị khác mời nhiều á, thì Ngân Quỳnh mới nghiệm ra một điều là thì ra trong cái thế giới nghệ thuật này không phải mình sống dựa vào một ai hoặc là được ai nâng đỡ là xong đâu. Cái sự may mắn và kết hợp theo cái sự cố gắng của mình nữa. Mình cố gắng, mình học hỏi, mình cố gắng bằng cái sức lao động của mình, bằng cái sự sáng tạo của mình, cộng thêm một cái sự may mắn, một cái sự giúp đỡ nào đó, và cái tâm của mình nó kết hợp là nhiều thứ, thì mình mới là trở thành là một diễn viên thực thụ. Cái diễn sân khấu nó khác và cái diễn bên điện ảnh nó khác. Thì Ngân Quỳnh cũng có tham khảo và cũng có để ý đi diễn nhiều và xem những bạn diễn của mình như thế nào. Và từ cái chỗ mà mình diễn dần, mình sẽ rút được cái kinh nghiệm là cái diễn phim, cái nhịp phim nó khác với cái nhịp của trên sân khấu nó khác. Và cái cách diễn làm sao để đem cái hồn của mình đến với khán giả. Cái diễn sân khấu nó cái diễn ngoại hình khác, còn cái diễn của điện ảnh là cái diễn từ đôi mắt, từ tâm hồn. Cho nên là từ cái chỗ mà thất bại cũng nhiều,
thất bại ở chỗ này là mình cứ diễn là diễn, chứ mình không nghĩ là đem cái sâu sắc đến cho cái bộ phim, cho cái nhân vật như thế nào. Thì từ cái chỗ đó chị Ngân Quỳnh có vào trong phòng lồng tiếng, phòng lồng tiếng để xem cái cách diễn của mình như thế nào, cách thoại cũng như thế nào, để mình rút kinh nghiệm từ cái chỗ đó mình đem ra ngoài đời để mình diễn. Và xem nhiều bộ phim, Ngân Quỳnh không có xem phim, lúc đó ít xem phim Việt Nam lắm, chỉ xem nước ngoài. Thì từ cái nước ngoài là chỗ mình học hỏi, nhưng nó không có cái kinh nghiệm bằng mình xem phim Việt. Mình phải xem phim Việt đi để mình rút kinh nghiệm, cái hay của ai mình học, và cái dở của ai thì mình rút kinh nghiệm. Ngân Quỳnh đã song song vừa diễn vừa học, vừa diễn vừa học. Đối với cô, cái chuyện mà trở ngại của cô bây giờ với sân khấu cải lương đó là giọng hát. Có thể bây giờ cô hát cải lương còn được, nhưng mà cái giọng cô nó bị giống như là nó không có còn giống như hồi xưa nữa. Cái tông của mình nó khác với lại ngày xưa. Bên ca nhạc thì rất dễ nha. Ca nhạc ví dụ như mình không còn hát được tông này thì mình có thể hát tông khác, là vì mình là một ca sĩ độc lập. Mình có thể, mình không có liên quan gì với những cái diễn viên chung quanh trên sân khấu mình. Nhưng đối với một sân khấu cải lương, đó là một cái âm, gọi là một cái gọi là bên cải lương gọi là một cái dây á. Đêm đó một cái dây đàn nó liên quan với tất cả mọi người, mà không phải là bài bản cải lương không đâu, là nó là nó không phải là một cái sáu câu vọng cổ đâu, mà nó là một cái bài bản cải lương. Ví dụ mình hát chung một cái bài bản đó với một cái nhóm đó, với hai cái người đó, mà mình không hát nổi, ví dụ như cái bài Săn Sự Liếu hoặc là bài Kim Tiền Bản hay là Kim Tiền Quế gì đây, mà bắt buộc mình phải ca như vậy mà mình ca không được. Cái hơi ca của mình nó không còn giống như hồi xưa nữa. Đó là cái điều trở ngại của Ngân Quỳnh khi Ngân Quỳnh đứng trên sân khấu cải lương. Như kỳ rồi á, là gia đình của Ngân Quỳnh á, như em gái của Ngân Quỳnh á, có tạo điều kiện cho gia đình hát một cái vở là gọi là Áo Cưới Trước Cổng Chùa. Thì Ngân Quỳnh cũng vào vai rất là quan trọng trong đó, là vai Phương Thành, hát chung với lại Thanh Ngân. Thì lúc đó là Thanh Ngân là em gái của Ngân Quỳnh, nghệ sĩ nhân viên Thanh Ngân á, thì Thanh Ngân có chiều Ngân Quỳnh xuống một cái tông gọi là hò năm, gọi là cái dây cao, cái dây quân bình của cái dây bình thường của sân khấu, nhưng mà xuống nửa tông thành là cái dây nó gọi là dây tư rưỡi. Thì nguyên cái sân khấu hát thì chị Hai Thanh Hằng, thì cũng chị Hai Thanh Hằng, Thanh Ngọc rồi đó, có thể chiều Ngân Quỳnh cũng xuống được, nhưng mà đối với Thanh Ngân là cái dây nó bị tù, nó bị thấp á, khiến cho Thanh Ngân hát nó không có được trọn vẹn. Cái dây nó bị tù, thì Ngân Quỳnh nói em chiều chị Tư lắm, em mới hát cái dây này em khó chịu á. Thì đối với Ngân Quỳnh nó khó chịu. Đối với một diễn viên mà cái sợi dây thanh âm á, nó đều đặn á, thì hát nó mới sung, cái sân khấu nó mới sôi nổi được. Nhưng mà cái dây nó bị thấp á, chiều theo mình thì không được. Nhưng mà thế là, nhưng mà sau đó thì cái vở cải lương trọn vẹn hay lắm. Mà ngặt cái là đó, bây giờ mình nói tin không tin cũng được. Cái vở cải lương đối với Ngân Quỳnh là nó cảm xúc khi hát xong về bồi hồi vậy nè, là mình đã sống lại trên sân khấu cải lương, mình đã hát được. Như thật sự lúc đó vừa hát xong nó rơi vô mùa dịch, trúng ngay cái mùa dịch luôn. 2 năm là coi như cái vở không có hoạt động được luôn.